quản chi nghiệp đường xa rồi mỏi, không khổ thân ai gọi Như Lai. Khổ lao chịu đựng một ngày, sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm, mà nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ. Lo tu hành dài khổ trần ai, ôm lòng sớm tối lạc chạy, vì không muốn sự oan dây buộc mình. Gán lừa chữ trượt thanh cạn kỳ, mới không mang hương vị trần ai. Người tu đâu phải ngu ngay, mà không biết viết lâu đài cao sang, biết mọi việc thế gian không sót. Nhưng cho rằng tạm vật không ham, biết ngoài ra cõi tục phàm còn nhiều cõi khác đang làm say mê. Cho nên lòng không hề liên ái, chỉ tìm qua thế giới bất di. Tức là cõi đấng từ bi bất sanh bất diệt vĩnh kỳ lạc an. Đọc qua đây rồi toàn lấy phần, ở hai bên phải nhận một bên. Hai bên năm hết không nên, cái nào chân thật lâu bền thì theo. Muôn anh trai phải leo phải chọc, chớ ngồi chờ dưới gốc không xong. Nhất thời chịu có ra công vĩnh kỳ, mới được phước hồng trả cho. Chẳng gia tâm lắng lo mài dùa, ngọc lưu lờ như đa khắc chi. Hiện nay một xa một quỳ, mai sau được nữ liên tỳ muôn thu. Vì thế mới vui tu cam khổ. Nếu không trơn chịu có làm gì, nhưng kham của kẻ từ bi khác hơn tham của kẻ đi buồn đời. Suy xét chỉ chớ lời giả ngọc, nghe đây khuyên chi dốc lo tu trùng dương. Muốn dẫm mịt mù ngóng tính quê nỗi đảo màu chấn hưng. Thường đêm thường rưng rưng nước mắt, bởi chưa nghe tin tức vui mừng. Ngày nào nước mắt hết rưng là ngày ba tánh vạn dân an hòa. Chữ đạo đức vốn là nhân thiền, người thương người là chuyện ngay đường. Khắp trong nhân loại hiền lương chính là thế giới thiên đường tại đây. Ta ước nguyện điều này không ngớt, dù bao nhiêu kinh luật chẳng ngoài. Quê nhà đồng đạo gái trai, chữ nhân thiền chứ lợn phái tâm tình. Đọc giảng kể làm in theo đó, chớ xem qua rồi bỏ chẳng hành. Đã là thấy có chim xanh, tức là kim mẫu hậu hành đau lai. Tính mạnh chớ ngờ phai niềm, sẽ có ngày thọ điểm chân quan. Khuất gương gì bởi phủ màn, khi màn hết phủ rõ ràng thấy gương. Chớ âu sầu cũng đừng bãi hoài, nên gắn công trì giới xem sao. Phật Ngài đã bảo cách nào ta đem nói cạn ở vào nơi đây. Kể từ nay đến ngày rút rau, Phật sẽ còn bao nốt nhiều điều. Muốn cho ai cũng được siêu lần lần, ta sẽ ghi nêu gửi về. Tiếng nói trong liên quê còn nữa, đây ta xin tiếp kế nghe luôn. Trong khi ta ngơ ngẩn hồn, rằng qua sau có lắm muôn phép màu. Mười phương Phật ở đâu cũng thấy, lòng muốn sao có vậy đáng kinh. Khéo thay các Phật động tình, vì thương sanh chúng lập nên qua này. Ta đang nghĩ rồi đây phải liều,
sao cho xong phận điệu làm trò. Tai liền nghe tiếng sấm to, trong hoa sen hiện lên có kinh màu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ứng đó nhường son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây, chớ quên những lời thầy đã dạy. Một lòng son thì giới giữ chay, xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc lãng phai thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, bước chân thầy con phải dâm qua. Con đường của Phật Thích Ca cứ đi theo đó thì là vẹn thân. Nước nguồn với nước sông khác dầu, nhưng tánh cùng một ngõ như nhau. Cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp cao. Thuận hành kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhìn. Giờ phút này chưa tiện nói ra, hẹn cùng lớn nhỏ gần xa. Có ngày ta sẽ viết ra hết lời, xin ráng đợi chớ lời giả sách. Sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không, những màu ôm chắc nơi lòng. Gặp người chúng thủy sẽ hồng trao cho. Lời son ở nơi có kinh nghiệm, ta vừa xem vừa nghiêm tư lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu kham. Kinh tự lật từ trang đến cuối, rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua. Quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đóa hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nó phát ra rằng: con ơi Đức Phật Đà, vì con vì khắp ta bà chúng sanh, giải rõ từ kẻ đánh chân tóc. Phó kinh rồi là một diệu phương, ngày nào thuận nước thuận đường, kể cho dân chúng nước tường ơi con. Cây vì đăng con còn nhiều lúc, chiều cho qua chớ phúc chối từ. Hy sinh cái kiếp hoại hư, xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, nhưng khổ vì bác ai đang mừng. Riêng mình chịu khổ một thân, giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ. Sự khổ ấy đáng cho chịu khổ. Khổ càng nhiều đức độ càng cao, khổ nay nhưng lại vui sao cũng cấp. Người nào cũng vui, mình được vui cho người vui với. Sự vui này mới gọi Phật thật vui. Thế nên dù chịu dập dùi gì, vẫn cứ mãi vui cười ơi con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lăn ngày bữa cho qua. Đạo màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu may mặt, đói cũng quên đến khát cũng quên. Ban ngày chỉ những ban đêm, chữ từ bi hai chữ một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết, Phật mười phương các việc hiểu rành. Làm lành thì cứ làm lành, không cần ai biết mới thành ơi con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng má khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì.
Điều này con xét kỹ đi rồi thì sẽ được cụ quy mấy lấy mình. Phật nói xong giáng sinh một tiếng, rồi giáng hình tự biến ra công. Đó qua cùng ngón đèn hồng đèn thì phơ phất qua trong cửa mình. Trong có vẻ huyền linh vô tận, một hoa màu trong vạn đóa hoa. Hồ sen rộng lớn bao la, nước trong diêu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hạn nhiên. Nhưng mà cặp mắt thần tiên cánh này đâu phải ảo huyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mỹ đâu không. Ước người cùng thấy được bóng như ta đã thấy thì lòng mới vui. Những tin rằng những người nghe đây, nếu tin ra nghe lấy lời ta. Mỗi lời nói ở trong hoa, lòng son chặt giữ như là keo sơn. Ai cũng được hành trên chánh đạo, y như lời Phật bảo xưa nay. Hoa kia hiện đến có ngày, thấy hoa sẽ được nhiều bài hay ho. Hoa đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm, Phật mời phương diễn kiến tánh mài. Bệnh chậm được gặp thuốc hay, há không mừng rỡ đưa tay rước dao. Việc có thật chớ nào mơ mộng, ráng tu hành sẽ đặng chứng minh. Nên không gì cũng tại mình, việc chi khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ứng lên một cái, sáng vô cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Từ nền trong khói ung chất ngất, rồi hiện ra muôn vật đủ hình. Rối loạn càng thấy càng kinh, xung xăng đến đôi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lối hung tàn đủ điệu khác nhau. Nổi chìm như sóng ba đào, chỉ trong giây khắc xôn xao đủ hình. Tai liền nghe vang thanh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra xong. Rồi hoa sen với đèn hồng tự nhiên trở lại như trồng đứng trơn. Trong hoa có lời thơ nói rõ rằng con ơi cảnh đó là gì. Từ trong không chẳng có chi, sinh ra đủ thứ dị kỳ rối ren. Sâu với tốt đua chén số đầy, giữ cùng lành qua lại không ngừng. Rối loạn khó nổi biệt phân, khổ sầu chi sanh não nần chi qua. Đây tâm trạng người ta đó trẻ, nhìn đây mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư, tất cùng chư Phật cũng như các vị. Mọi việc của người suy giới nghị, như khói ung hầu mỹ vô căn. Chung quy như tiên sấm gian, diệt chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời văn tắc nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con vì cả chúng sanh mười phương, các Phật phép lành cho xem. Điện con biết ta đem người biết, đạo búa ra khắp hết trong trần. Nêu lên hai chữ quá dân, khiến cho tất cả ta gần hiền lương. Con nhìn ở bên giường cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian. Đâu vui đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thao vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào ba tâm,
Ta nhận ra hai cảnh Phật phàm, có tham cảnh Phật nên tham cõi phàm phiên, cho nên ham làm gì. Dạng vật vốn hữu kỳ bất diện, sướng giường bao mặt miếng giường bao, hay là tứ hải sang giàu chỉ là giọt nước trên tàu lá rung, nên khuyên kẻ say cuồng sự vật. Khá nhìn ngay cái xác đang mang, xác kia như đốm lửa tàn khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bảo cho lâm chỉ làm một lúc, giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn, mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, tuổi mòn là các việc cũng lòn đi theo. Có của cho nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàng, lo làm những việc phước doan, sát thân khi bỏ niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại cảnh của cải tuy hao, những nơi cõi Phật càng giàu phước thêm, ấy là kế trường miên nơi trẻ. Nào phải đâu là kẻ dại ngu, giúp người sẽ được đền bù bất kỳ ai để mắt vào cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt tươi, hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về đỉnh màng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mây chớ này, cố làm để giúp nhân loài ơi con. Tình siêu thâm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phủ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần cần dứt đi, không ai bận Phật thần đây con. Lời vừa dứt tiếng bon một cái, như từ xa đưa lại vi diêu, khác nào đang bị đá treo dứt đi lòng tay. Như phao hỏng người bạc vệ kim, trở lời khó chuột chết mấy tay vẫn buộc dạo lòng. Làm cho bá tánh hiểu thâm, như lời đã nói trong bông mới vừa, nơi đất khách sớm trưa chi tôi. Lòng chỉ lo một mối ấy thôi, đủ hình giá trá trong đời cốt, làm cho chúng hiểu lời Phật tôn. Quê nhà khắp hương thôn đồng đào, đừng quên đây đang thảo nhiều môn. Uống chiều trên lỗ càng khôn, thân này kể đã như chôn hết rồi. Sống mà chết ai người có thấu, thấu được cho quy báo chi hơn. Kìa xem mây giáng đầu non đây, cùng mỗi việc thúc cần thế ư, ráng cùng đây cho như một rạp nửa chân đường, chứ đạp lỗ riêng. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiên Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm những lầm khó tình, sự muôn ưa phải nhịn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thế mấy cũng kỳ. Cho nên ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ này ngựa gió phong sương. Kẻ đang ở cách trung dương, người trong quốc nổi còn đường gặp nhau. Khuya sớm chứ quên trao đạo đức, sớm muốn gì cũng được như nguyện. Gặp ngày trời ngớp đôi duyên, tất là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đầu nằm khắp chung,
tình ta luôn âm úng trong dân, tuy thân kẻ sợ người thần nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kiếm châm. Không riêng thông cảm bằng tâm mà còn liên hệ đến thân xác phàm sinh già trẻ. Ráng làm việc phải giúp cho đây bớt cái ưu sầu. Thân gầy gặp lắm lo âu càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào. Xin vui nghĩ tình nhau một chút. Bớt cho đây những khúc đau buồn mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn vì thương ba tánh còn đường gian lao. Ước mong được gió mau đưa đến để nhổ sào rời bến phù tan. Ngày nào còn cách đôi đàn niềm xưa không thể luận bàn hết câu. Riêng ta thấy ưu sầu hiu quạnh. Người quê nhà cũng chẳng buồn đau, chắp tay nguyện dãi trời cao duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần phúc chia cách vì cơn suy bì. Ngày nhất quy là khí thành hưng, từ đây đến lúc chở chân cũng nên gắn đợi tin đừng lãng tâm, chữ đạo lý là mầm cứu khổ. Câu quyền cơ là chỗ giải quan, dù cho muôn dạng hùm lan cũng đi cho đến tốt đàn chớ lui. Hoa chưa nở thì mùi chưa có, trai chín rồi đây đó thơm tho. Dung bội là việc đáng lo, một ngày sau lạng héo khô một ngày, núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn. Rừng dù to cứ đốn sẽ thưa, tội bao lầm cố gắng chừa cát, có ngày hết được chớ ngờ rằng không. Việc chi như chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành sợ nay, đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tiết sơn tầm ngõ đau màu. Thích ca cùng một khác đâu trái bầu, cũng dưới hột bầu không xa. Ôm chi đạo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lấp lửa tâm não cho thanh, cũng người nhưng sống khác tình phàm phu. Trên tâm tở trời thu sáng tỏ, dòng niệm như mây bủa mịt mờ. Mây kia tàn tàn càng thương, trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy kha để lòng xét kỹ, ngó mắt vào tường lũy bình quang. Từ nơi biển rộng mênh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tâm diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm, sẵn đảo màu còn gắn tu thôi. Đây nào bịa chuyện người ơi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, gặp đảo màu là dịp giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nàng thận lo tu gấp, chớ màng sự chi. Quy Phật nhớ làm ý theo Phật, quy tăng cận doái bước theo tăng. Phật tăng quy nhất một đàn, với lòng quy pháp giáo càng gắn đi. Trong giáo pháp luật nghi là cội, kẻ tu hành sớm tôi ráng gìn luật nghi. Càng giữ sạch tinh đạo màu, càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang nóng trong tỉnh quê nội, được có người mở khối linh quang.
lòng đây xin cho phụ phàn ráng khai phá hết bức màn vô minh. Mỗi sự vốn tại mình tất cả, làm việc chi phải kha xét suy. Quấy rồi khi biết bỏ đi phải, chưa làm được cố trì cho nên, những tật xấu ráng quên cho được. Các việc lành không chút bỏ qua, lòng luôn mật niệm Di Đà nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trong đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người giả chẳng mong đền. Ngày đêm khấn bay ơn trên cứu dân khỏi cảnh đạo điên khốn nạn, ở trong một nén nhang rẻ giá. Đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy, quý vườn bao Phật tiền đâu cũng bôn đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức, của bất lương dây một trả mười. Nhỏ to cạn xét dân ơi liệu, cho hồn khói bị rơi diêm đài. Chỉ một thấy quả tai muôn triệu, nhã dài lời phước nhiễu trăm thiên. Lọc lựa kỹ bớ chư duyên, bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lành nhiều câu bí yếu, của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dài đâu ngay, nơi lòng được biết nên bày ra đây. Muốn ai cũng cùng xây đạo pháp, lo cho mình lo khắp người ta. Giống lành gieo rải gần xa, tạo nên thế giới an hòa phồn vinh. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề. Riêng mình ăn mặc phủ phê, không màng đến kẻ phân che không lành. Đạo bác ái quên mình lo chung, đức từ bi rộng bụng thương dân. Phận mình lao khổ chẳng cần, miễn là giúp kẻ được thân no lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không dày sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy việc còn lạ chi. Tiên nam nữ khá suy tột lè, chớ cho tu là kẻ dạy khờ. Nếu không biết mối quyền cơ, đâu cam non lạnh ngồi chờ lục niên. Ta vì quá cuồng điên đạo lý, nói công ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn nói ra, vì muốn hương tôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mối cạn sâu. Gần Ngài biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quay đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoàn, mau cất chân rừng thấm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà đổi thay, nhiều cuộc đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy dạy dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn lướt lem, mở tâm thấy được hết thèm khát tư. Ta xin tiếp lời chư Phật bảo, trong hoa sen quy báo ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua với đèn hiển minh trước đó, ta chừng như quên có đèn quang. Trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi có biết tâm ta muốn gì. Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, bên tay như gió trốc đi qua. Ngọn đèn liền tỏa sáng ra, như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đầu đánh ình ình vang dội, ba hồi to nhức nhối lỗ tai. Trong nhân liền thấy hạt bay, ngậm phong thơ đỏ nhã ngay trước đầu. Thơ chỉ có bốn câu thi nhân,
lời giảng đơn căn dặn như vậy. Ba hồi trống mở khai, mọi người thấy gian tay. Tiếng trống kia khi dứt, người không hỏi cũng biết ngay. Bốn câu này xin ai khéo nhìn, màu làm sao, vàng điểm làm sao. Càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, có tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chung như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, từ tan lành đến việc qua không. Cúng đèn rồi lái cúng bông nghiêm trang, khó tả sao cùng nghiêm trang. Ơi đầm đảo kiên gan bê chi, làm sao cho hiển thị qua đèn. Sẽ là không ngớt lời khen thần tiên, của việc thần tiên khó lường. Thần tiên cũng tự đường sanh chúng, mà đạo lai đem chốn siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên khá tình chơ, có để riêng lầm mờ tâm đang rối đang mờ không thấy. Thần tiên nằm trong mấy ráng môi, lóng tâm để trí mà coi thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không qua ráng bình, khi thấy ra nhờ tính dẻo dai. Lòng nguyện la lắm nở cần ai, việc chi dù lắm rủ này không ham. Khó thế mấy cũng cam chịu khó, miễn làm sao mở tỏ chân linh. Thoái hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chậm, không gấp tu thì không khóa đi. Mái trời như chớp rất nguy, định rằng việc chẳng gấp chi là lầm. Trời trong đó rồi gầm chuyện đó, là việc thường hay có phải không, thì là cơ cuộc đại đồng. Ngày kia cũng thế chớ hồng sai quá, mắt đây thấy Phật Đà quá hiền. Việc thế gian nhiều chuyện quái kỳ, chừng ngày tai nạn phụ vì gió lai, một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng tội thân than sơ lọt, khí trời đâu cũng lốc đến nơi. Tu hiền mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện qua vàng hiện ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lạnh biên qua đồng rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thầm, từ trong qua như dạng muôn người. Kẻ thì như đắm giữa dời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa núi lừa, có người như té hô thẳm sâu. Có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lanh. Có người bị giặc búa văng tai, nghe đầy tiếng rên than não này. Nghe không cũng hồn mê phách lạc, nếu thấy càng thành thức tâm kinh. Chính đây cũng bắt rùng mình, phạm thế ấy dung bao tính sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở chỗ nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh cách đức bị từ ra tay, cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mỏng thêm hơn. Làm lành hơi cách tạm trần tuồng, đời càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu bởi người. Nên Phật mới cản lời giải dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tin tức
tu hành bỏ điều giữ theo lành sớm quyên. Hiện lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng gì người nào được ưu. Vì lẽ ấy cần quy chánh lộ, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thầm di diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng chút nào lơi, nay không đắc đạo thì mới cũng thanh. Mỗi đêm mỗi lời lần bước hồi, đâu là nơi nguồn tội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ tôn hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi vọng cả mọi nơi. Tỉnh cho được khách tận đời hết, người mê muội mới thôi dẫn hành. Hiện thân ở đảo gần xa thầm, dân từ bi dẫn găm khắp. Cùng lấp lăn chiều uông tứ tung, lầm trong sao tước dẫn trong một màu. Phật có dạy một câu bí nhiệm, rằng con ơi trong biển có vàng, muốn tìm phải lập phải sàng được vàng, phải chịu gian nan tâm thần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xa lăn thân vào. Thật vàng dấu lửa nào không sợ, có lốc lăn mới rõ giả chân. Ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lầm. Trước sau cũng vẫn không bóng gian, không để cho dương mang sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi mượn đời, để tạo những gì cao siêu. Bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiền, bên trong luôn một chuyện đạo màu. Quê nhà khó hiểu cho đâu, tình riêng ôm giữ đạo màu chung lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy sự người lao lắc thích ứng. Nhưng chung quy một bước chân, đưa dân chung đến hưởng phần siêu sanh. Chớ lấy vật bên mình điên qua, mà dối vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau, nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều. Người muôn năm cũng không tiêu mòn được, thật vàng mười sao trước chói chang. Quê nhà chớ giả nghi nan, xin cùng đây một lòng vàng chớ phai. Chịu khó nhọc dồi mài đạo đức, sẽ cùng đây quy nhất ý nguyện. Dù sao chớ để lợi duyên, một ngày nồng mặn đạo nên một ngày. Tâm không bận trần ai nhất vật, duyên lành gây khắp đất không chừa. Lòng này ai hiểu được chưa, nếu chưa hiểu đang hiểu cho đến cùng cùng. Từ xưa đến nay trong huyện kiếp, vì nặng biên giới khắp nhân sanh. Lao thân cõi tục muôn nghìn, để làm cho giống hữu tình mọc lên. Nay cũng thế đâu quên lẽ ấy, đi đó đây tìm cây duyên xưa. Nhờ trời ban bố móc mưa, cho đâu đó được lòng vừa như nhau. Dắt được một người vào cửa Phật, mừng còn hơn bao vật muốn xe. Lời lành thấy kẻ không nghe, đớn đau như thể búa đe đập vào. Đêm không ngủ vì câu suy lượng, ngày quên ăn bởi tưởng xa gần. Nắng tình dân phải mòn thân đau quán niệm dân đậm tình. Môi siêu nhiệm nơi kinh khó dạch, ở nơi lòng là mạch ráng tiền. Thấy lòng tất biết cổ kim, thấy tình dân quốc thấy miền kẻ xa.
ngày nào được thấy ra điều ấy, tất cùng đây như cháy với hiên. Ráng trao cho thâm lấy duyên quang âm thế chỉ ngồi bên Di Đà. Ngày Hy Lạc chính là ngày đắc phúc trùng lại ấy phúc vinh quang. Quê nhà lớn nhỏ ca toan để cùng nâng chén huy hoàng gần xa. Sự khổ sở tuy là lắm chịu, lòng không nao xứng điệu làm tròn. Tổ thầy tất đã hiểu cho, chứ ngờ áo gấm mặt mò trong đêm. Có một chuyện khiến thêm tin chắc, vào một đêm nước mắt đang tuôn. Lòng sao chi tiết ưu buồn cách hiền không đúng còn hung an nhàn. Liền bên tai nghe vang tiếng nói rằng con ơi chớ vội trách phiền. Phật trời đâu có vị điên hiền mà không đúng vị hiền mới đây. Không được sướng gì gây phước trước, gây phước hết rồi não nuột phá ban. Chớ rằng hung được an nhàn còn hiền không đông cách tha lực trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, sự dữ lành lớn nhỏ thấy qua. Không riêng việc đã làm ra, trong lòng mới tin cũng là hiểu thông. Xưa nay phép chỉ công chẳng lệch, chớ nghi ngờ làm chích lòng trên. Thương người tâm mây đáng nên, những điều như quả đừng quên xét vào. Hiền khôn đốn chẳng nao núng dạ, không những là xong qua trước kia. Phước nay còn được nhiều bề càng cam chịu, được Phật quê càng gần. Nghe nói thế ta lần núi già, nói trong lòng rằng cả việc chi. Phú cho các đấng từ bi xét xem cho chúng mây si, được nhờ ta lại tiếc. Nghe qua thêm nữa rằng con ơi chớ có nghi ngờ. Mẹ thương mến đứa con thơ, thế nào thì Phật cũng là thế đi. Thương chung đến quên đi cõi thọ, xuống hồng trần chịu cổ giường bao. Thương đời đời chẳng xót đau, thường đem cay đắng chế vào Phật tiên. Ai nỡ trách kẻ điên niêm đa. Thấy con mê lòng dạ càng thương, con ơi con trẻ não tường, thầy con chính ở bên giường con đây. Ta nghe đến đoạn này chưa rơi lụy, khói nhớ thương như lụy như thành. Chỉ nghe tin nói đâu đành phải, cho thấy mặt thì tình mới ưng. Đoạn này ta xin ngưng để đo, chờ kỳ sau sẽ có dịp bài. Tức qua tiếng nói bên tai từ đêm cho chi những ngày thường nghe. Cũng một hôm vào khuya vắng vẻ, tai liền nghe nhỏ nhẹ lời thơ. Thanh phi thường thanh, sĩ dĩ phàm sĩ. Lưu nhi bất di ngoại kỳ hữu lý, dĩ ấy nan tương đại nguyện hà tỳ. Phật vô nhất ngung giáo hà lập, vị diện kiến nan ti ấu ni vô trì. Tâm dĩ độ tâm lão hà nhất ly, hòa thống phương phương hảo chân thử bi. Nhất nhược trì quý trụ kỳ bác dĩ. Kể rồi dân tắc dặn dò, khá đem mỗi chữ kết cho thân dần. Tớ nhỏ sợi khéo đang dệt lại, nên gấm bông việc ấy đâu hoa. Con ơi kể một lời ra, có nhiều cơ mật ráng mà xét suy. Một để một việc chi cũng dễ, một ra mười sự hệ lắm con. Khéo dùng phương tiện cho tròn, nay không nên được hết còn hội nào.
Nói tới đây lời cháu bà vẫn nằm gác tay lên trái nghĩ suy. Ý nguyện nếu chẳng như ý ta còn đua lại làm chi cõi trần, nghĩ đến đây tâm thần mỏi mệt. Nhắm mắt đi đến lúc mơ màng, duyên xưa đâu kéo đem đàn người anh cách khoảng muôn năm lai hồi. Rằng em ơi chớ lời than chán, ý nguyện nên hay chẳng mặc tình. Trước sau một chí nị sinh sống hay chết cái thân mình kể chi. Ở trần mai đến khi toại nguyện, chừng nào không còn chuyện khổ đau. Niết bàn kia mới nên giàu, còn người sầu khổ còn lao trong trần. Em ơi đạo xa gần cố bùa, hết lao đào đến thở thanh nhàn. Đang ngồi nơi chốn lâm sang, nghe em than chán dối vàng xuống đây. Anh thương em từ ngày xưa cũ, đến những nay chịu đủ âu sầu. Lóc lăng còn thiếu chi đâu, dấu chân dẫm cấp đĩa cầu. Hỡi em, việc đã cận anh xem thấy rõ. Không muốn em chẳng bỏ nửa đường, từ bi tâm ấy khôn lường. Mừng cho em được nối đường Như Lai. Em đã chẳng mến sai xác tục, đang kính thai tâm lực đủ đầy. Nhưng cần phải mượn xác này để làm xe chở nhân loài qua chuông. Kể từ đây lời buồn tiếng thầm, nên vì anh để ngậm trong lòng. Việc em anh đã cảm thông mỗi lời than, mỗi khiến lòng anh đau. Vừa rồi được lời trao nhỏ nhẹ, em biết cho là kẻ nào chăng. Ông già tóc bạc gia nhân bấy lâu thường ở bên màn của em. Nghe lời ấy ta thêm ứa lệ. Màu nhiễm thay cho kẻ vô hình, từ lâu khăn chặt tâm tình. Không riêng cho tiếng cho hình thấy luôn. Một ý nghĩ sai đường Phật Pháp, cung ứng lời giải gấp không quên. Không nhờ ơn đức bề trên ta đâu dễ được hiểu nên thế này. Không riêng ta dù ai cũng thế, nếu nhất tâm gìn lẽ tu hiền thì là sẽ được Phật tiên dạy cho các lẽ bí quyền. Chẳng công mà xin chịu có trì công khuya sớm. Nếu không nên ta chẳng phải người nào, ta có dám nói chơi nói ra là dựa theo lời Phật tiên. Ngay như việc qua liên ứng ngữ cũng nói ra để gửi cho nhau rõ điều màu nhiệm siêu cao. Hầu tu thêm nữa cho mau công thành. Qua còn nói muôn nghìn lẽ nhiệm, xin kể thêm yêu điểm nga nghe. Vừa rồi những tiếng gớm ghê của muôn kẻ khổ dầm về khóc than. Tiếng ngay dứt qua vàng liền đồng. Quanh mình ta như sông dỗ vào, tự nhiên cảm thấy nhức đau. Thình linh hồn phách biến vào nơi đâu. Trong lúc mấy mau lâu chẳng nhớ, khi tỉnh ra thân thể như dần. Còn thân như đã mất thân, chính ta xưa biết phép thần làm sao. Một bài kể từ đâu đưa lại, lời thân tao giảng giải như vậy. Không khí khi đổi thay, nhân vật thở như sai. Thất thần trong tức khắc, tỉnh lại có mấy ai. Sau khi nghe đến kể này, trong lòng ta cảm thấy đầy sợ lo. Ngày chung cuộc nếu mà thật thế, đến như loài tùng giấy cũng tiêu. Trong không như lượng sống tiều mùi, như sạm đất làm sao sống đời. Không nhờ Phật giáng hồi tánh mạng, lên như vôi cũng chẳng còn chi.
Có vậy mới gọi biến di Phật tiên, vì đó ra đi kêu gào ráng bơ ai dù sao cũng ráng. Qua hội này sống đặng muôn niên, nếu như thành Phật được tiên, lại càng thọ hưởng vô biên lạc nhàn, như rồi đóa hoa vàng đã hiền. Nhiều cánh màu nhiều chuyện xinh tươi, vui hơn vui của loài người ước mong khắp chung sống nơi cảnh này, tu chinh chăng đến ngày đó được. Có Phật Ngài đưa rước tới nơi, việc này đâu phải xa vời, xin nên tin chắc ở người quê hương. Đèn trên hoa còn đương thẳng ngọn, gió từ đâu ron ron thổi vào, ngọn đèn liền phất phơ mau biến ra một cảnh tâm giàu thêm sinh. Một Đức Phật ngồi trên sen bao, nhích miệng cười rồi bảo ơi con, chua vì bởi nó còn non chín, dầu sẽ ngọt không còn chua đâu. Nghiệp chưa sạch đành câu cổ báo, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Gió mưng thì sống cũng êm, điều này con khá nhớ đem dạo lòng. Cảnh này tên là không diệu hữu, lòng muốn chi có đủ ơi con. Ngã nhân tâm nó chẳng còn, thì là sẽ được sanh lên cảnh này. Vậy con nhìn nơi cây bên cạnh, biết bao nhiêu trái chín thơm tho, ăn vào cả tháng được no, không cần đại tiểu vẫn là tự tiêu, y phục luôn tùy theo ý muốn. Rồi tự nhiên hiện cuốn nơi thân, gọi là như ý diệu thần, cõi không diệu hữu toàn dân như miền. Ngài chọn lọc tại miền hạ giới, kẻ hữu duyên sẽ tới cõi này. Là Ngài không cánh mà bay, không cầm tỉa vẫn đủ đầy ấm no. Con ơi ráng truyền cho dân biết, tận diệt mà không diệt ơi con. Mất nhưng mà vẫn thương con, ấy Ngài lập hội đầu non tại trần. Không riêng Phật hóa thân khắp chỗ, các thần tiên cũng đổ xuống phàm. Mình nay thì việc nấy làm tùy duyên cứu, các linh căn đem về nói xong Phật tay xòe năm ngón. Chiều sáng như năm ngọn đèn pha, ngũ phương liền thấy hiện ra vô biên thế giới thật là đẹp xinh. Mỗi thế giới dạng hình mỗi khác, có gì thì nhiều mắt nhiều tay, cõi thì to lớn hình hài, cõi thì nhỏ thó như người thế gian. Có cõi đất bằng vàng chói rực, có cõi thì châu ngọc lót đầy, cõi thì toàn thấy những cây không nhà không cửa đêm ngày sáng trưng. Mỗi bước có hoa nâng đỡ gót, tai luôn nghe lời Phật dạy khuyên. Muốn chi tức được có liền, dù rằng việc nay ở miền khác xa, chim biết nói gió hòa nên nhạc. Nước tùy lòng ấm mát đổi thay, cõi trần có sánh vào đây, càng xem càng thấy mê say thêm nhiều. Phật liền cất tiếng kêu ở trẻ, ở thế gian ít kẻ thấy đây. Tưởng rằng chỉ có trần ai, chứ không còn có cõi nào khác đâu. Thế nên cứ bấu câu tục lụy, cạnh tranh nhau nhục sĩ chẳng màng, rốt như bọt nước hồ giang, chỉ trong chốc lát đã tan chẳng còn. Ngày cảnh chân thật mắt con đã thấy, khi trở về nhắc lại cho người, duyên con đã nặng với đời, lời con sẽ được lắm người nghe theo. Thằng có kẻ trả treo trong chòi, bởi kém duyên nên gọi cản lời. Con nơi gặp lúc hạn trời, giống lên có một khô thời mười mươi.
được nghe ít bị cười nhiều lắm. Không can trường co râm giống biên, cuối cùng với buổi đầu tiên lầm người thương ghét đổi liền không ngưng. Con ơi mỗi bước chân đặt xuống bằng ít ôi dốc luôn dậy đầy. Muốn nói gương phẩm Như Lai chớ nào nũng tiên nhất xài thế gian. Người không hiểu thì càng thương xót, cố dạy cho đến lúc hiểu rằng kẻ sai giận nó sao đành không mê ai cũng hiền lành như nhau. Con là một trong bao Phật tử, gương từ bi khá giữ cho mình. Gặp điều thử thách đến mình phải luôn nêu rõ chân tình cao siêu. Núi cao mấy rừng nhiều thế mây cũng chẳng làm trở ngại khoảng không. Khoảng không ấy dí cho lòng, núi rừng ấy dí trận hồng nọ kia. Ở trong cõi trần mê vẫn tình, cùng Phật đâu khác tin ở con. Quyển thân tuy mất mà còn rách y phục, chứ đâu có mòn thịt xương. Gạn xét kỹ rồi trướng cung đào, bắn cho tan giặc bão trong đời. Ngàn vàng dễ kiếm con ơi, một câu chánh giáo muôn đời khó nghe. Hãy quý trọng hơn là châu bao, ngày đêm luôn trì báo chớ quên. Riêng mình đau quá được nên ráng nhiều ba tấm cùng lên sen đài. Phật ngài nói đến đây liền nịnh, thoát nhiên trên tủ định chiếu ra. Tự nhiên không thấy Phật đà, chỉ còn thấy có đóa hoa với đèn. Trong lòng ta ngợi khen đau đề, các Phật đều tướng thể giống nhau. Đẹp hơn hết phải giặc nào, mặt mày vui vẻ lời cao dịu dàng. Vừa rồi dạy mỗi đàn hơn thiệt, chân lý thái siêu việt lắm thay. Mỗi câu mỗi chữ đều hay, càng nghe càng khiến mê say khó lần. Muôn kiếp khó quên ơn đại độ, đạo quyết thành để có đáp ơn. Ơi người trong cõi thế nhân nghe đây rồi thấy tâm thần nghĩ sao. Ha không sớm bước vào cửa Phật, để quy y giải cuộc trần ai. Muốn tu tu cho hẹn ngày, kiếp đời không thể kéo dài được đâu. Trễ một kiếp khó âu gặp cuộc, trời tối mà gặp nước là mai. Mộng trần còn có bao dây, có đeo cùng chẳng đeo hoài được đâu. Ta lặn lội vì câu dục thúc, mà chịu nắng mưa bởi cuộc tử sanh. Nói ra với cả chân tình, muốn ai cũng được kính kính đạo màu. Ta xin viết những câu sau đây, khi nhớ nhau đọc lấy đỡ buồn. Đã ngót năm năm trường, ta xa cách quê hương. Nhưng đôi với già trẻ vẫn giữ một lòng thương. Thương đến rơi nước mắt, thương đến nhói can trường. Xác thân tuy lưỡng lộ, tâm hồn vẫn nhất phương. Quên ăn vì quá nhớ, mất ngủ bởi nhiều thương. Thân trên giường ngoại quốc, mong về đến quê hương. Xưa nay vì tâm bình, hiện còn da bọc xương. Hỡi người trong quê nội, lòng ta có được tường. Cách nhau xin chớ cách, ráng đợi cuộc phùng tương. Dẫu gặp muôn thử thách, xin chặt giữ một đường. Dù ai có chê ghét, đây đó vẫn yêu thương. Chớ để danh cam dỗ, đừng cho lợi gạt lường. Khó khăn dù cách mấy, tu vẫn cứ tu luôn. Ví dụ ngày mai mốt được xuôi gió thuận đường,
gót chân người mong đợi sẽ trở lại quê hương. Từ đây cho đến đó nhớ nuôi chi quyết cương, khổ sầu sẽ đền trả cho nhau chén huỳnh tương. Mỗi ngày được nhớ đọc luôn, mối tình đây đó càng vướng thêm nhiều. Hai ngã được cùng theo một ý, việc lớn lao thế mấy cũng nên. Đau màu càng chói chang lên, không riêng một chỗ mà trên khắp cùng. Trong cửa Phật có trung lẫn hiếu, cũng có luôn cả điệu nghĩa nhân. Muốn cho đắp vẹn trầm ân, người trong cửa Phật giữ thân cho tròn. Thân ấy vẹn phận con phận tơ, vẹn cái tình quốc thổ quốc dân. Nếu là thật đạo chánh chân hòa quang, thì có yếm trần thì không, mượn cảnh tình cho lòng bình tĩnh. Chưa phải là chân chánh pháp môn, được luôn tự chủ tâm hồn. Dù trong chỗ loạn nhưng lòng vẫn yên, có thế mới dụng quyền độ thật. Trong bừng lầy mà chất vẫn thanh, quê nhà xin ráng nghiệm rằng nguồn chân nắm được tu hành mới nên. Nơi đất khách nào quên cố quần, ở trần gian vẫn tưởng Phật đại. Dù cho xa cách bao dai lòng mong trở gót, không ai ngày nào quên. Tuy dây cánh mực đen thô đàm, nhưng lòng son đã chạm vào đây. Xem đây tất biết lòng này muôn xưa, cho đến ngày nay một niềm, niềm ân ái từ kim chỉ cầu đã gieo sâu trong chỗ tu hành. Giữa ta cùng khắp nhân sanh chết thân muôn lượt, nhưng tình sống luôn, người dẫu phụ ta không thể phụ. Ở nơi đâu cũng nhớ thương luôn, riêng thân khổ chẳng hề buồn. Thấy người bị khổ mắt tuôn lệ dài, ước sao khắp ai ai cũng thế. Cùng với đây tương kế tâm linh, loạn cho thế mấy cũng bình. Ai nghe cũng mến, ai nhìn cũng ưa. Mạch sầu này nếu chưa lấp được, quyết lộ trong dân nước còn rơi. Khóc không vì phận xa rời, mà là khóc cái cuộc đời loạn ly. Khóc vì cửa từ bi vắng vàng, ni khóc người tu không đáng lo tu. Không riêng lúc thức khóc đâu, đến trong giấc ngủ cũng châu rơi dầm. Trước mặt Phật vẫn đem bài tỏ, trong lòng son luôn cố nhớ lo. Lời nào của Phật dạy cho, tiện bề nói hết cho ra cho người đời. Chừng nào được khắp nơi hối ngộ, thì những lời khuyên dỗ mới ngưng. Còn người chân bước chân dừng ta, còn đem hết tinh thần réo kêu. Xin vui vẻ nghe theo lời chân, để làm sống hoàn cảnh người tu. Mới không luôn uổng công phu, người đâu kinh bị mình đâu hổ lòng. Người ta xin kể chuyện bóng tên lừa, để cùng nghe hầu sửa lấy tâm. Qua đèn còn đứng như gâm, ta còn đang đứng ngó trầm vào hoa. Trong lòng ước Phật đã giải kỹ, đâu chân và đâu nguy đành rành. Ngõ hậu nhắc lại nhân sanh, vừa theo nơi đó để hành cho y. Vừa nghĩ tê tức thì quá đồng, cánh thứ nhị gần đúng của hoa. Bắn lên một ánh sáng lòa chót trên ánh sáng. Phật Đà ngồi nghiêm, tướng đẹp chúng cổ kim kho xanh. Gương lành trong ba tấm đâu so, mùi hương bay đất thơm tho. Gió đưa thay mát hơn là gió tu. Phật liền nói lên câu di diệu, rằng con ơi nên hiểu như vậy.
thật ấy là chân, giả ấy là ngụy chân, không dối lừa ngụy hay gian tra. Chân không ngã nhân ngụy thì nhân ngã, không chấp là thật còn chấp là giả. Tâm chân chân hết tâm ngụy ngụy cả, ngụy vốn tại mình chân không do kẻ. Không sáu trần thật có sáu trần giả, chân có không không ngụy không có, có nói làm một, thật làm nói hai giả. Chân ngoài như trong ngụy trong khác, cả phương cấp là thật yếu riêng là giả. Chân khí không ngừng ngụy không phóng xạ, sao trước một thật đuôi đầu hai giả. Không dương chân hết có đeo ngụy cả, không sắc là thật còn tướng là giả. Chân thì chân thành, ngụy thì ngụy quá, con cứ lấy đây ngụy chân hỏi già. Phật ngài vừa nói tới đây hào quang liền mất, mặt mày hết trong. Ta đứng mãi như trồng chẳng đồng, bởi kể màu đang ấn trong tâm. Càng suy càng để ý tầm càng hay, càng thấy cao thâm vô cùng. Vì sai kể mắt ngưng không nhai, nó Phật khi hết thấy mới thôi. Hào quang cao vội ngất trời khéo thay, Đức Phật lại ngồi bên trên. Việc chân ngụy hữu nên giải kỳ, mỗi lời gồm đủ lý cạn sâu. Hiểu ra cho tận đuôi đầu, mới hay lời Phật nhiễm màu vô biên. Xin chớ lấy ý riêng xét nghiệm, đem tấm lòng cao diễn suy ra. Việc chân hay ngụy cũng là từ trong tim não sanh ra mỗi điều. Lấy khuôn mực ở nhiều kinh điển, để làm nơi văn kiên ít lầm. Hành sai vì bể mới tâm, mơ tâm mê hết được việc làm không sai. Nhớ cho kỵ bới ai người thề, hãy tỉnh ra chớ để mê luôn. Khổ đời còn biến lắm tuồn chấm qua, một khúc rối còn nhiều mê. Nghe theo lời Phật ta nghe từ trước cho đến nay lần lượt kể ra, không điên lời của Phật Đà mà nhiều vị khác cũng là nói luôn. Còn một vị chờ cơn thuận tiền, ta sẽ đem phổ biến ra nghe. Nói ra ai cũng không dè phong thần, ấy chuyện đã nghe lâu rồi. Ta nói hết không lời nào tiếc, nói cho người được biết để tu. Tu cho khỏi kiếp lao tù, tu coi đại hội trên bầu thế gian. Con đắc đạo cứu an cha mẹ, cha mẹ thành nhiều trẻ qua tuôn. Chồng nên vợ được nên luôn, vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Nên hợp sức bắt sâu nhổ cỏ, một hộp gieo được trổ nhiều bông. Khuyên nên động vợ động chồng, cha con nhất trí giống dòng nhất tâm. Việc mai cả muôn năm mới gặp, chớ bỏ qua hại gấp ôm vào. Để xem kẻ cởi qua lâu, đi qua biển cả thế nào mới vui. Trời đất lúc tối thôi tất cả, ngọn đèn thần sẽ cho khắp nơi. Hiền lành sẽ được đèn soi, giữ hung đành chịu như người quán manh. Lúc khác chẳng ai dành cho nước, khi đói không ai giúp cho cơm. Khổ thân còn khổ, linh hồn khổ, trong muôn kiếp đem dồn một khi. Ngày ấy sẽ lần đi tới chỗ, lá khô thì sẽ đổ chẳng không. Liệu mình cho được sạch trong ngày khai đại hội ấn đồng được phê. Tỉnh thức sớm chớ mây ngủ nữa, hội này không còn thở nào hơn.
chừng tai nghe được tiếng đàn mây sầu tan cả mưa buồn tận sông. Những lời nói trong bông sen đây không dễ nghe chớ lấy làm thường. Toàn lời của Phật mười phương nói ra vì bởi lòng thương thấy trần liền sau khi Phật thân ẩn vàng trong hoa liền trôi bản thân tao. Một bài thơ diệu làm sao thơ rằng ở trẻ tại chào hạ quân mặc cho cuộc mưa đơn gió kép vẫn một lòng sắt thép trơ trơ răng đưa người đến bến bờ sống dù muôn lượng chân ơ mái chèo. Xưa Phật đã qua đèo lội suối chẳng quản chi gối mỏi chân đau. Lòng tu trước cũng như sau mến tu hơn mến sắc màu thế gian. Gặp thử thách trơ gan chịu đựng suốt khoảng tu không xuống.